Test C16 cho khách ở Đồng Nai. Là khúc Hãy Quên Anh, sáng tác Phương Kim. Best Karaoke Hoàng Cương. Mic này có Bluetooth nè, không khách không cần phải ghim dây nhạc. Về sẽ dư dây nhạc. Đêm bao lá vàng đốt hư tình cũ, với mây trời xa diều bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều phân ly, lỡ mi lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhà xinh đừng ngày vương, kiệt ngàn vì sao đường sáng em qua, tiếng nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau câm nín rồi, nghiền ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau, nào đâu có bao lâu, giờ sau đã u sầu. Con đường mình qua giờ hay quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Ai cứ tết nữa bà cho khách nha. Khách nghe âm thanh, nghe âm thanh mic của mình, đừng bấm đứng nhạc nha. Khi về khách hát á, mới mua hàng về thì khách hát cái đèn số 2 cho Cương nha. Nó có cái chữ bách ti đó, còn mình hát lâu năm rồi mình hát mặc định luôn đèn số 1 luôn nha. Nó chỉ đơn giản có vậy. Và về khách á, mở cái điện thoại phát nhạc lên, bật cái chữ cài đặt và Bluetooth lên, ấn vào dò, mở cái mic này lên. Đây là cái nút nguồn ở giữa này nha, đè 3 giây mở mic lên. Khi mình kết nối Bluetooth á, cái tên thiết bị là USB mic, mình kết nối Bluetooth thành công thì đèn nó sẽ không còn chớp nữa. Khi mình kết nối chưa kết nối thì đèn nó sẽ cà chớp. Cái đó là thiết bị để mình dùng để không xài Bluetooth, là con dây trong đây, nó có con dây để lấy nhạc nữa nha. Khi mà khách không xài Bluetooth thì khách ghi một đầu vào cái điện thoại phát nhạc, đầu còn lại găm vào bên phải cho Cương nha. Và Cương đã gửi hình ảnh chi tiết khách gắn dây cho khách rồi, hết trơn rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn khách ở Chẳng Bơm Đồng Nai rất nhiều.